bon chevet ca mâu ni Phật Nam Mô bon chevet ca mâu ni Phật Nam Mô bon chevet ca mâu ni Phật. Hôm nay như là hẹn kỳ trước sẽ về ôn các cái bài đã học để mà thi. Thì hôm trước có nói rằng là lớp sẽ thi trắc nghiệm vì đông quá. Để thi trắc nghiệm thì trong này có soạn ra là khoảng 100 câu, có thể là 104 câu. Và trong 104 câu đó hôm nay chúng ta sẽ ôn để biết chính xác câu trả lời. Rồi sau này khi trắc nghiệm trong bài thi sẽ 50 câu thôi. Và cứ một câu là một điểm, 50 câu 50 điểm. Rồi bây giờ tất cả đều có cái tài liệu về cái bài ôn thi kinh Trường Hàm rồi phải không? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 1 cho tới câu 104 nha. Rồi từ chấm lấy. Câu thứ nhất, Phật thuyết Trường Hàm kinh được xa dịch sang tiếng Hán bởi ai? Phật Đại Gia Xá, bản Hán dịch Phật thuyết Trường Hàm kinh ra đời vào năm nào? Vào cái chữ A, ha? Trong này có ABC thì đó là chữ A đó. Thứ ba, người nhuận văn cho Phật thuyết Trường kinh A Hàm là ai? Tăng Tiều. C, bút thọ cho Phật thuyết Trường Hàm kinh là ai? Bút thọ tất nhiên là người mà dịch ra đó. Ngài chủ dịch là Ngài Phật Đại Gia Xá, nhưng mà viết ra tiếng Hán để chuyển sang chuyển ngữ đó. Bút thọ đó chính là chuyển ngữ đó. Là ai? Là ai nè? B, Đạo Hàm. Thì sự ra là xin lỗi, là sự A đó, Trúc Pháp Niệm và Đạo Hàm ở bút thọ cho Phật thuyết Kinh Hàm là chính Ngài Phúc Trúc Pháp Niệm và Đạo Hàm. Là A đó. Phật Đại Gia Xá lại gặp và dạy kinh luật cho La Thập ở đâu? Ở Xa Lạc. Xa Lạc. Còn cái Ngài Phật Đại Gia Xá là người gốc ở cái Tân Kashmir, nhưng mà gặp La Thập ở tại Xa Lạc và đã dạy kinh cho La Thập, kinh về luật cho La Thập ở Xa Lạc. Đó là cái nhân duyên hai người gặp nhau, để sau này khi La Thập bị bắt về bên nước Tân thì La Thập đã gợi ý cho Giao Hằng mời Phật Đại Gia Xá qua để dịch kinh. Thứ sáu, Phật Đại Gia Xá sinh ở đâu? Kế Tân. Phật Đại Gia Xá là dịch giả của Trường A Hàm và Tứ Phần Luật, hay là của Ngũ Phần Luật và Trung A Hàm? Trường A Hàm, Trung A Hàm và Đại Trì Bà Xá. Cái này mình phải thiếu một cái câu D rồi. Ha, Trường A Hàm rồi D là Đại Từ Bà Xá Luận đó. Rồi 8, theo Phật Tổ Thống Chí của Sa Môn Chí Bản vào năm 8 Đệ Tông, Phật Đại Gia Xá đến ở đâu? Ở Hàng Châu hay là về Xá Lạc? Về đâu? Thứ bảy thì Phật Đại Gia Xá là dịch giả của Trường A Hàm và Tứ Phần Luật rồi. Giờ câu thứ 8 là khi mà dịch xong rồi thì theo cái Phật Tổ Thống Ký ghi là Phật Đại Gia Xá về ở đâu? Trở về nước hay ở đâu? Ở Hàng Châu. Thật sự ra là ở Lô Sơn, nhập vào trong ta gọi là Lô Sơn Thập Bảy Liên Xã nhá nhá. Ngà tu trình độ với là Huệ Viễn. Tuệ Viễn á, đi về Lô Sơn với Tuệ Viễn, thành lập ra là Lô Sơn là Liên Xã, nghe không? Rồi so với Dikanikaya, bản Hát Trình Tiểu Hàm không có các kinh sau đó. Số mấy? Số D, ha.
gồm có Ma Sudassana là đại thiền kiến, Ma Satipatthana là đại niệm xứ, Mahali, Raliya, Subba, Atanitaya và Lakhana. Đây ha, những kinh có trong Phật Thiết Trưởng A Hàm nhưng không có trong Diganakaya là số mấy? Đề Tăng Nhất Tam Tù Kinh và Thế Ký Kinh. Bản Thế Ký Kinh này rất là dài, nó chiếm cũng hết 1/3 của Trưởng A Hàm. Những kinh trong Trưởng A Hàm có thể làm cơ sở cho việc hình thành các kinh như Vàng Phật, Danh Tam Thiên Phật, Danh sau này là kinh nào? Kinh nào? Kinh Đại Bản và Kinh Từ Hoan Hỷ. 12. Những kinh trong Trưởng A Hàm có dạng thức kết tập kinh điển đầu tiên là kinh nào? Đề vào chúng tập Thập Thường, Tăng Nhất và Tam Tù. Những kinh trong Trưởng A Hàm đề cập đến việc cúng tế là trong này thiếu chữ E thì chữ dấu E thành cúng tế là cái số mấy? Đó là Cứu La Đằng Đầu và Thiền Sanh. Bản kinh trong Trưởng A Hàm mang dấu ấn mật giáo là kinh nào? Đại hội ở đó là chư thiên về với những cái chú, trong đó có cái bài chú là của các cái vị thiên tiên mà của ở trong cái trời tứ thiên phương đọc kệ. Trong đáng lẽ đó, nếu có trong kinh Ba Lì nó còn có kinh Á Sáng La Chi nữa, Atanajati Chi nữa. Mình trong này thì trong cái bản tiếng Hán cũng có cái bản kinh gọi là Á Sáng La Chi đó. 14. 15. Bản kinh trong Trưởng A Hàm đề cập đến việc Phật thì hiện thần thông là bản kinh nào? Kinh Đề, kinh Kiên Cố và A Nậu Di. Đó. Trong bản kinh Kiên Cố là Đức Phật đã thiền thần thông phải không? Rồi trong bản kinh A Nậu Di Phật cũng thiền thần thông khi mà có sự thách thức của các Ba Lê Tư hẹn tới Vesali để mà thi thần thông. Phật thì hiện thần thông 10 thì ông sẽ 20, Phật thì thần thông 30 thì ông phải thì hiện thần thông 60, nhưng rồi ông không có đến. Cuối kinh Phật đã giọt lên hay không bay về tỉnh xã của mình. Thì đó, kinh này cho mình biết là cái việc thì hiện thần thông của Phật. Rồi 6 học thuyết ngoài đạo thời Đức Phật thường được nhắc đến trong kinh là kinh nào? Cái số mấy? B ha, là số luận hả? Vô nhân luận là luân hồi tình hóa là đoàn diệt luận này, nguy biên luận này, ni nghiên tử này, nguyên tử luận là phải đế không? Rồi 17. Bất Lang Ca Diếp tức là Purana Kassapa là người chủ tiên thuyết gì? Thuyết gì nè? Purana Kassapa đó. Vi Phật không phải, Purana Kassapa là gì? Cái gì đây? Vô nhân luận nha. B. 18. Makkali Gosala tức là Mạc Già Lê Cầu Sa Lị chủ trương thuyết gì? Hết rồi, luân hồi tịnh hóa tất nhiên là thuyết định mệnh đó. D. 19. A Kỳ Đà Xí Sa Khâm Bà La A Di Ta Khi Sa Khâm Bà La Y chủ trương là về gì? Là chủ trương gì? Và chủ trương gì nè? Đoàn diệt luân ha. Rồi. Bà Phù Đà Già Chiên Na là tiếng Nhật Pháp Buddha Kacchaya đó, chủ trương gì? Kacchaya Na chủ trương gì? Nguyên tự luận. Tán Nhà Di Tỳ Lê La Tỳ La Lê Phất chủ trương gì? Sasaya Belati Putta chủ trương gì? Nguy biện luận. Thái 22. Nigantanata Putta chủ trương gì? Vô tác đoàn diệt khổ hành, nguy biện khổ hành. Kinh Phàn Đồng trong Trường A Hàm còn được dịch là Phàn Võng, vì Phàm Đồng đồng nghĩa với Phàm Võng, phải không? Phiên âm khác nhau của một từ Pali, phải không?
Hán dịch đọc Ramachala thay vì Brahmachala, phải không? Cũng được dịch từ chữ Brahmachala. Nữa câu nào? À, câu C. Tất nhiên là Brahmachala là phản đồng, tại vì chala có nghĩa là đồng, là di chuyển, và Brahmachala còn jala có nghĩa là võng, chiếc lưới. Thành ra là phiên âm khác nhau. Cái Hán á, tiếng Hán á, cái người dịch đã đọc Brahmachala là Brahma, Brahmachala là Brahmachala, chứ không đọc Brahmachala. Nếu Brahmachala thì dịch là phản võng, nhưng mà Brahmachala thì là phản đồng, nghe không? Có phải là câu C không? Bữa trước có nói rồi. Kinh phản đồng trong trường A Hàm được Đức Phật thuyết ở ở đâu? Hả? B là ở Linh Thứ hả? À, nhà nghỉ của vua Trúc Lâm ở Ma Kiệt Đà, tất nhiên là tỉnh Vĩnh Xá đó, nước Ma Kiệt Đà. Cô nhớ là hai thầy trò đi sau một người thì thấy người thì chê không? Ở Trúc Lâm Ca Đà đó. Rồi. 25. Hai sự tán thán Như Lai Đức Phật nói đến trong kinh Phạn Võng Trường Á Hàm là: một, tán thán dựa vào minh và hành của Phật; tán thán dựa vào thần thông và giải thoát; tán thán dựa vào định và tuệ; tán thán vào phàm phu dựa trên những tiết về giới luật; và tán thán vào bậc có trí dựa trên giáo pháp hướng dẫn xuất, hướng đến xuất ly mà kiến chấp để giải thoát. Đó nào, D. Rồi. Hai nội dung chính trong kinh Phạn Võng Trường Á Hàm là: một, trình bày về bản kiếp bản kiến; hai, trình bày về mạt kiếp mạt kiến. À, B. Một, trình bày sự tán dương Như Lai bằng cách dựa vào giới; hai, phê phán sám hai luận thuyết về vũ trụ và nhân sinh đương thời. C. Một, nói về sám hai tà kiến; hai, nói về hiện pháp lạc trú. D. Một, trình bày về sám hai tà kiến; hai, trình bày về chánh pháp giải thoát Đức Phật. Câu nào? B. 27. Trong kinh Phạn Võng, các loại giới mà phàm phu dùng để tán thán Như Lai được Đức Phật liệt kê như sau: à, giới cụ túc của Bồ Tát, biệt giới và thông giới, luật nghi giới và nhiếp thiện pháp giới, học giới căn bản người sắp giới, còn người gọi là đoàn ác giới đó, và sinh hoạt giới bất, giới sinh hoạt bất thiện, giới ta mang. D. Phải không? Có ba loại giới đó, phải không? Có ba loại giới: đoàn ác giới, à, giới sinh hoạt bất thiện, hay sinh bất, giới sinh hoạt bất thiện, giới đoàn ác, giới sinh hoạt bất thiện, và giới sinh hoạt tà mạng, phải không? Rồi. 28. 62 luận thuyết trong kinh Phạn Võng được phân làm hai nhóm, đó là bản kiếp bản kiến, mạt kiếp mạt kiến. À, A. Trong kinh Phạn Võng, Đức Phật dựa vào yếu tố gì để xếp 62 luận thuyết thành hai loại? Dựa vào yếu tố gì? Thời gian, không gian, chủng tộc, giai cấp. À, là dựa vào yếu tố gì? Hả? Sẽ ma tà kiến á. Dựa vào yếu tố gì? Dựa thời gian hay không gian hay chủng tộc hay giai cấp? À, dựa vào thời gian. À, đó là suy luận về quá khứ và suy luận về tương lai. À, đối chiếu với Brahmachala trong Nikaya, bản kiếp bản kiến trong trường A Hàm có nghĩa, tất nhiên là cái nghĩa của cái từ bản kiếp bản kiến đó là quan điểm căn bản về quá khứ tối sơ, luận thuyết về quá khứ tối sơ, quan điểm tối sơ về quá khứ tối sơ. Nhưng kẻ suy tư về quá khứ tối sơ có quan điểm về quá khứ tối sơ, hả? Quan điểm căn bản về quá khứ tối sơ à? D. À, những cái kẻ mà khi suy nghĩ về quá khứ đã có một cái chủ trương về cái sự đầu, cái nguyên nhân đầu tiên của quá khứ, cho nên gọi là cái từ này, cái từ mà bản kiếp. À, thực sự ra đó là những cái ý cứ vào những suy nghĩ về cái cực quá khứ, họ đã có cái chủ trương về cái cực của quá khứ, nghe chưa? Nhưng mà khi dịch ra tiếng Hán mình mà không hiểu, không so sánh là không hiểu được cái từ này. Thành bản kiếp bản kiến chính là những kẻ suy tư về quá khứ tối sơ, có quan điểm về quá khứ tối sơ. À, đối chiếu với Brahmachala trong Nikaya, mạt kiếp mạt kiến trong trưởng hàm có nghĩa là gì? Câu nào? C, phải không? À, những kẻ mà suy nghĩ về tương lai thì họ sẽ chủ trương một cái hình dáng của mình về tương lai như thế nào. À,
32, trong kinh Vạn Vọng Đức Phật nêu lên cơ sở của 62 luận thuyết là cơ sở của 62 luận thuyết. Còn khi xưa mình nó dựa vào yếu tố gì để mà phân loại, phân thành ra bản kiến, bản kiến, mặt kiến, mặt kiến. Còn đây là cơ sở tư tưởng hay là cái cơ sở để nêu lên cơ sở của 62 luận thuyết là gì? Thành kiến sai lầm để ha, kinh nghiệm tu tập hoặc năng lực quan sát của người chủ trương luận thuyết. Có một cái điều mà xin nói với lớp ở đây, xưa nay mình cứ nói 62 tà kiến, hoặc bất cứ ai nêu lên cái gì là mình nói là mày nói sai rồi. Những chủ trương về luân hồi, về chư thiên, về ma quỷ, về cái thượng đế là những cái chủ trương ta gọi là gì, sai lầm. Làm gì có thượng đế? Để nhớ trong kinh Vạn Vọng Đức Phật không có bác, Đức Phật không nói rằng là không có cái ông Phạm Thiên, Đức Phật không nói rằng là không có thượng đế, Đức Phật không nói rằng là chủ trương ông như vậy sai. Nhưng mà cái này đáng lẽ phải hỏi một câu này, Đức Phật chỉ nêu lên cái nguyên nhân gì, cái lý do gì đã đưa họ có những chủ trương như vậy. Thấy cái thái độ của Phật không? Khi họ có những chủ trương như vậy, gồm có 12 chủ trương, Đức Phật không bác bỏ, không tán thành. Ngài chỉ nêu rõ lên cái nguyên nhân gì, do gì họ có những cái sở kiến đó. Và từ đó muốn thoát được các cái sở kiến đó, như là cái mà cơ sở để hình thành nên thế giới và cái con người của họ, thì phải giải quyết cái vấn đề đó. Đây là một thái độ hết sức khách quan của Đức Phật. Còn mình thì nghe nói thượng đế cái bác liền, làm gì có thượng đế, không có sao ta tin. Nghe không? Đức Phật không có dạy gì mà đi vào trong cái gọi là tranh cãi với thế gian, không đời nào. Đức Phật chỉ cho họ rõ cái nguyên nhân gì, là cái yếu tố gì, cái điều kiện gì đã khiến cho ông có cái quan điểm đó. Thấy không? Thành ra vì sao họ có cái quan điểm về quá khứ tối sơ như là thế giới là thường. Ngài nêu lên kinh nghiệm, đó là cái ký ức của họ về kinh nghiệm trong quá khứ của họ. Khi họ bắt đầu ở trên cung trời Phạm Thiên, rớt cổ xuống dưới cung người, rồi cạo đầu đi tu có túc bà minh, họ nhớ tới ngày xưa ở trên cung trời Phạm Thiên. Rồi trên cung trời Phạm Thiên đó là có cái ông đó, là ông bây giờ ông vẫn còn ở đó. Khi xưa sao tới giờ ông vậy? Cho nên nói là Phạm Thiên là thường. Còn ông với là một số bây giờ ở trên đó chết xuống đây rồi thì bị thay đổi, cho nên là ta gọi là bán thường trú, có phải không? Cái Đức Phật nêu rõ lý do vì sao họ có quan điểm về bán thường trú. Đức Phật không có bài bác bán thường trú là đúng hay sai. Đức Phật không nói chuyện như vậy. Nhớ đây là một thái độ, một cái cách của Đức Phật đối với sở kiến con người, làm cho mình nhớ đây là nói ra chuyện ngoài tí của Ngài Đạo Hạnh Thiên Sư. Nhớ câu cái câu Đạo Hạnh Thiên Sư không? Có thì có từ mãi mãi, tác hữu trần xa hữu, phải không? Mà vi không thì nhất thiết không. Là họ mới dịch ra là không á, thì cả thế gian này cũng không. Có không bóng nguyệt lòng sông, ta gọi là hữu không như thụy nguyệt, vật trước hữu không không. Đó, cái cậy này đây, đây là cái thái độ của Đức Phật đó. Bây giờ mình tiếp. 18 luận thuyết của bản kiếp bản kiến trong kinh Phạn Vọng là gì? Phải không? Thường trú, bán thường trú, phải chưa? Hữu biên, vô biên, ngụy biên, đó. Là đây là con 16 mà. Đây 18 luận thuyết mà. Thì gồm có là thường trú, bán thường trú, hữu biên, vô biên, ngụy biên, vô nhân luân. Đúng rồi, phải không? Phải A không? 34, 44 luận thuyết của mặt kiếp bản kiến trong kinh Phạn Vọng được xếp loại theo A sắc, B tướng, C trạng thanh định, sắc tướng đoàn diệt và hy lạc. Có phải vậy không? Dựa vào sắc, dựa vào tướng, dựa vào đoàn diệt, dựa vào hy lạc. Hiện tại lạc trú là cái gì? Hiện tại lạc trú gồm có mấy thứ hiện tu là lạc trú? D hả? D, dục lạc, hỷ lạc và tứ thiền. Dục lạc và hỷ lạc của bốn thiền cái gì nữa?
Rồi, D phải không? Trong này để đánh chữ C, sửa lại đi. 36. Trong kinh Phàn Vọng, Đức Phật chỉ rõ nguyên nhân phát sinh 62 luận thuyết là gì? Tịnh độ cảm thọ. Đó. Nhận thức này, kiến thủ này, tịnh độ cảm thọ này, giáo dục trình độ cảm thọ phải không? Theo kinh Phàn Vọng, bốn thường tu luận khởi lên do ai? Suy luận, tưởng tượng, truyền thuyết, kiến về quá khứ tùy theo năng lực thiền định và năng lực quan sát. D. Theo kinh Phàn Vọng, bán thường tu luận cho rằng thế gian là nửa thường trú, bản ngã là nửa thường trú, thế gian và bản ngã là nửa thường trú, thế gian và bản ngã là một nửa thường trú, một nửa vô thường. Câu nào? Bán thường trú cho thế gian và bản ngã là gì? Nửa thường trú thôi, nhưng mà thực sự là một nửa thường trú, một nửa vô thường, phải không? Vừa rồi kể cái chuyện mấy cái ông Phạm Thiên ở trên lọt cổ xuống cho đời đó. À, D. Theo kinh Phàn Vọng, bán thường trú luận khởi lên do ký ức về quá khứ của những chúng sanh trời Quan Âm Thiên bị loạn đọa lạc ở thế gian, phải không? Ký ức về quá khứ của những chúng sanh trời đam mê hỷ tiêu bị đọa lạc ở thế gian, phải không? Ký ức về quá khứ của những chúng sanh trời ý phẫn Mandopa Dosika đã bị đọa lạc thế gian, phải không? Năng lực quan sát của Sa Môn Bà La Môn và ký ức về quá khứ của ba loại chư thiên trên. Đề phải không? Đó. Tất nhiên là những cái trời ở Quán Âm Thiên, những trời, những cái người ở Quán Âm Thiên bị đọa, những cái chúng sanh ở trời ý phẫn ở hỷ tiếu bị đọa lạc xuống, họ có chủ trương về bán thường trú. Cái đề thứ hai nữa thừa là những cái người có năng lực nhạy bén, có cái trí nhạy bén, họ có cái năng lực quan sát và rồi có cái năng lực biện thuyết, họ mới suy luận ra là thế gian và bản ngã là bán thường trú. Đó, có cái thường trú, có cái vô thường. Cái này thì đấy là những cái nhà duy học, những cái nhà mà về vũ trụ luận, ít nhất là bắt đầu từ thời Thales trở đi. Mình sẽ sau này nếu như mà học tiếng Tây thì mình sẽ có những quan niệm về thường và bán vô thường. Từ Thales rồi tới gần nhất là sau thời tới Plato bắt đầu chia ra y chang như mấy ông ở Ấn Độ. Ở trên cái thế giới ta gọi là Lâm Môn Định Đế thì là thế giới thường trú, còn các cái hiện tượng thế gian đó là vô thường. Có phải nửa thường trú nửa vô thường không? Đó. Bắt đầu từ thời Plato sau đến thế học trò thế hệ sau là Aristotle đó, tất cả đều chủ trương như vậy hết á. 40. Theo kinh Phàn Vọng, hữu biên luận khởi lên, hữu biên luận khởi lên là do ai? Câu nào? À, D. Ấn tượng về biên tế, ấn tượng về có một cái đường biên giới hạn của vũ trụ khi họ nhập định. Khi các sa môn bà la môn nhập định, họ nhập định với cái tưởng là hữu biên thì bây giờ thấy vũ trụ là biên, có biên. Theo kinh Phàn Vọng, vô biên luận khởi lên do gì? D. Phải không? Ấn tượng về vô biên, tức là vô biên tưởng đó. 42. Theo kinh Phàn Vọng, trụ trương thế giới vừa hữu biên vừa vô biên khởi lên là do ai? D. Tất nhiên là nhập định với ấn tượng bốn phương thì vô biên, còn phương trên dưới là hữu biên, có phải không? Theo kinh Phàn Vọng, cho thế giới chẳng phải là hữu biên, chẳng phải là vô biên là chủ trương của ai? D. Đây là những người luận lý, những anh luận lý, chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên. Những cái ông mà ngồi mà nhập định á, các sa môn bà la môn mà nhập định á, thì một họ chủ trương thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, hoặc là thế giới là vừa hữu biên vừa vô biên. Nhưng mà những cái ông mà bắt đầu quan sát và luận lý á, lý luận á, thì ông cho rằng chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên. Nhớ cái này nha, đừng ôn lại rất từng đoạn của kinh Phàn Vọng mà ôn kiểu này nhớ hết à. Nguy biên luận là tất nhiên là Amaravikipika đó, được đề cập đến trong kinh Phàn Vọng là trụ thuyết sai lầm, là luận lý sai lầm, là biện luận dựa trên căn cứ hư nguy, tránh né trả lời câu hỏi của đối phương bằng cách cho mình không nói một dạng nào trong tứ cụ.
đề không? Tôi không nói như vậy, tức nghĩa là không xác định, không phủ định, không vừa xác định vừa phủ định, không chẳng phải xác định, chẳng phải không xác định. Tứ cú là như vậy đó, có không, vừa có vừa không, chẳng phải vừa có vừa không. Thì cái người biện luận tránh né bốn câu hỏi này, tránh né trả lời theo bốn câu hỏi này, thành ra ông không rơi vào trong này. Có nói gì đi nữa thì phải, mình sẽ nói rằng là nói trong bốn loại đề mình đề đó thôi. Bây giờ đừng có dài mà vô trong bốn mình đề đó. Thì đó là của anh chàng tên gọi là Sansaya Belathiputta. Đó. Ngài Xá Lợi Phất mình đó, thuộc cái trường phái này trước khi theo Phật. Rồi vô nhân luận được nói đến trong kinh Phạm Võng là chủ trương không có tội phước, chủ trương con người không do một nguyên nhân nào tạo nên, chủ trương tính tất định về số mệnh của con người, chủ trương thế gian này hiện hữu không do nhân một, không do một nguyên nhân nào, là cái gì? C phải không? Vô nhân luận á? B cho chủ trương con người không do một nguyên nhân nào tạo nên là B phải không? Rồi vô nhân luận trong kinh Phạm Võng là chủ thuyết của ai? Của ai? Mạc Gia Lê, Bà Phù Đà Cá Chiên Viên, những Sa Môn Bà La Môn mà kiếp trước vốn là chư thiên trời vô tướng. Đó, nay tu hành có túc mạng minh và những người có năng lực quan sát biện luận giỏi. C phải không? Có phải C không? Từ không mà có mà. Những người mà ở trên cái trời vô tướng, rồi bây giờ khởi lên một tướng, họ rớt xuống loài người. Từ đó họ đi tu, họ nhớ lại, nhớ lại cái tới cái mức mà họ từ trên cái trời vô tướng xuống. Vô tướng không có gì cả. Từ đó họ nói rằng là thế giới này không do một cái gì tạo ra cả, từ không mà có. Đó, nên nhớ nghe không? Kiểu mà nói rằng là trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm nay giờ có, cũng như không thì đúng là vô nhân luận của mấy ông ở trời đó đó. Gia đình một tưởng hay đâu mà cứ đọc hoài, hay không? Thế giới từ không mà có, vì sao có chủ trương như vậy? Đó là ký ức của họ về quá khứ, họ đã kinh nghiệm. Ngày xưa họ trời vô tướng là không có gì hết, không tưởng không khởi lên thì không thấy cái gì hết là không. Và bây giờ họ ở đây họ thấy có, nhưng mà rồi họ nhớ lại, họ tu hành họ nhớ lại, họ thấy từ chỗ không đó mà sinh ra đây, nên từ không mà có, họ trương về vô nhân luận. Dựa vào sắc và tướng, kinh Phạm Võng xếp loại những người chủ trương hữu tượng luận, chủ trương hữu tượng luận nào. Thành ra là 16 trường hợp, 8 trường hợp, 6 trường hợp và 4 trường hợp, gồm mấy trường hợp? 16 trường hợp. Họ cứ xếp loại mà. Tức là có tướng rồi dựa vào sắc, thì là sắc này, vô sắc này, vừa sắc vừa vô sắc này, chẳng phải vừa sắc, chẳng phải vừa vô sắc. Thành ra là 16 trường hợp. Dựa vào tướng và biên, dựa vào tướng và biên, tức là hữu biên là giới hạn đó, Phạm Võng xếp loại những người chủ trương hữu tướng luận, thành ra mấy trường hợp? 8 trường hợp. Hay là mấy? Mấy trường hợp? 8 phải không? Hữu tướng, hữu biến, tướng và biến đó, gồm có sinh ra là đời sau mình sinh ra mình sẽ có tướng là cái căn bản nè. Xong rồi biên là gồm có hữu biên và vô biên, phải chưa? Thì trong biên đó có cái hữu biên nhưng có những giới hạn ít, có giới hạn nhiều, rồi vô biên cũng vậy, vô biên ít, vô biên nhiều, nó thành ra là 8 phải không? Dựa vào tướng và thọ, kinh Phạm Võng được Phật xếp loài những người chủ trương hữu tướng luận, thành cái gì? Mấy trường hợp? Tướng và thọ đó. Dựa vào tướng và thọ đó, trong kinh Phạm Võng Đức Phật xếp loài những người chủ trương hữu tướng luận, thành ra mấy? 8 phải không? Gồm có này, thọ này, khổ này phải không? Rồi thì không thọ không khổ này phải không? Khổ và lạc á,
rồi không khổ không lạc, chẳng phải khổ chẳng phải lạc. Những trường hợp như vậy đó. Dựa vào tưởng, bốn trường hợp chủ trương hữu tưởng trong kinh Phạm Vọng là đâu? Dựa vào tưởng thôi nha. Bốn trường hợp chủ trương hữu tưởng trong kinh Phạm Vọng là mấy? Có một tưởng này, có nhiều loại tưởng này, có ít tưởng này, có vô lượng tưởng này, hữu biên vô biên này, đồng loại dị loại này, tưởng bất hại, tưởng lý tham này, tưởng lạc, tưởng khổ, tưởng phi lạc, tưởng phi khổ này. À phải không? Có một tưởng, có nhiều loại tưởng, có ít tưởng và có vô lượng tưởng. Cái người có tưởng á, chủ trương về tưởng á, sau này ta sinh ra tưởng á, thì ta tưởng là cái tưởng ta là chỉ một thuần nhất một tưởng, nhưng mà có cái nhiều tưởng khác nhau, hoặc là có ít tưởng hoặc có nhiều tưởng. Năm một, dựa vào sắc và biên, hữu biên là Đức Phật xếp là những người chủ trương vô tưởng luận. Vô tưởng nha, vô tưởng luận thành mấy trường hợp? Mấy? 8 trường hợp phải không? Rồi. 52, về coi lại đi. Trong kinh Phạm Vọng, Đức Phật dựa vào yếu tố nào để xếp loại những người chủ trương phi tưởng, phi phi tưởng luận thành 8 trường hợp sau? Là dựa vào cái yếu tố nào ha? Sắc và thọ, vô sắc và thọ. Thấy chưa? Sắc và biên, thọ và biên. Vô sắc, phi tưởng, phi phi tưởng mà. Thấy chưa? Đó. Bê phải không? Rồi. Phi tưởng luận á, tức là phải có kinh nghiệm về sắc. Đó. Năm ba, trong kinh Phạm Vọng, đoạn diệt luận có mấy trường hợp? 7 trường hợp. Rồi trong kinh Phạm Vọng, đoạn diệt luận chủ trương thế giới vật chất sẽ đi đến chỗ hủy diệt. B. Phần vật chất của con người sẽ đi đến hủy diệt. C. Chư thiên sẽ đi đến hủy diệt. D. Bản thân con người, rồi bản thân chư thiên dục giới và sắc giới, bản thân chư thiên vô sắc giới sẽ đi đến hủy diệt. D. Trong kinh Vạn Vọng, Đức Phật cho thấy sai lầm chủ yếu của những người chủ trương một trong 62 luận thuyết nằm ở chỗ một trong 62 luận thuyết nha. Nằm ở chỗ nào? Nhận thức sai lầm, kinh nghiệm sai lầm, lý luận sai lầm, cho nhận thức mình là thực tại độc nhất, ngoài ra đều không phải. B. Những câu hỏi này á, là để mà nhớ đó nha, cho đừng có thấy người ta nói là bác liền, cho người ta nói sai liền. 55, trong kinh Vạn Vọng, Đức Phật cho thấy yếu tố quyết định hình thành số phận và hoàn cảnh tồn tại của chúng sanh trong ba cõi là vô minh, phiền não, nghiệp, kiến thủ. B. Trời ơi, cái này á, nghe nói vô minh thì là căn bản rồi, là hình thành đến thế giới đi. Nó là phiền não. Nhưng cứ sau mỗi đoạn, Đức Phật phê phán về 60 luận thuyết là gì? Khi họ có sở kiến như vậy, người nào chấp thủ sở kiến đó, họ sẽ hình thành lên số phận của họ và đường đi của họ. Có phải vậy không? Nhớ câu nói đó không? Câu đó phải là kiến thủ không? Và cứ luôn luôn nói rằng là thế giới là hữu biên, đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm. Nhớ chuyện đó của mấy anh không? Đức Phật nói rằng nè, người nào mà chấp thủ về cái thường kiến như vậy thì đó là sở kiến của họ. Đó là sở kiến của họ. Nếu họ, người nào chấp thủ sở kiến đó thì họ sẽ hình thành nên cái số phận của họ. Như vậy cái gác tích ca của họ là cái đường, cái hoàn cảnh của họ, thế giới của họ và số phận của họ. Như Lai cũng biết sở kiến đó, còn biết nhiều hơn nữa, nhưng Như Lai không chấp trước. Thì nhớ cái câu nói đó nha, cho đừng có nghe rằng là sanh tử căn bản dục vi đề nhất một cái rồi là vô minh liền, thế ái liền. Cái này kinh Phạm Vọng. Cho nên Đức Phật nói rằng là tán thán về giới là tán thán Như Lai kiểu phàm phu hiểu biết được, phải nhá, dùng chánh trí mà hiểu biết được cái thọ và tưởng khởi lý chư tí này để đoàn diệt nó đi mà giải thoát, đó là tán thán Như Lai của người có trí. Thấy không? Thì ở trong kinh Vạn Vọng, Đức Phật phê phán về kiến thủ đó. Họ có cái sở kiến của họ,
Từ sự kiện đó họ chấp rằng cho nhận thức là thực tài. Đó là một sai lầm đệ nhất, vô minh đệ nhất. Cho nhận thức mình, sự kiện mình là thực tài, là chân lý, ngoài ra điều không phải. Giờ đó thì đó là sai lầm số 1. Trong này gọi là kiên thủ. Trong kinh Vọng Vọng Đức Phật cho thấy nhận thức về bản thân, về thế giới của chúng sanh được khởi lên từ nghiệp vô minh. Ái, cái kinh nghiệm bị dao động vì bộ bóp méo của chúng sanh bị ái chi phối. Đề à, một khi tâm thức bị ái chi phối à, thì cái tâm thức đó như màn kính bị nhiễu, và thế giới thực tại cái hiện ra đó, nó hiện thành, nó bị khúc xạ và bị hình thành, bị ta gọi là định hình theo cái tâm thức méo mó đó. Giờ nào à, kinh nghiệm bị dao động, cái kinh nghiệm bị dao động vì bị méo, trong kinh thì dùng gọi là cái cạn thọ à, cái vết đa di tâm, cái cạn thọ à, của những cái người mà tâm thức bị ái chi phối, cái cạn thọ bị dao động và bị uốn nắn của những người bị ái chi phối. À, câu nhớ cái câu nói đó nhá. Khi ái chi phối, tâm thức bị dao động và bị cái từ cái trong cái từ gọi là vipandita, nên nó có cái nghĩa là quằn quại. Quằn quại y như là cái hoa hướng dương của cái ông Van Gogh vậy đó. Cái tâm của mình á, khi mà bị ái nó lôi cuốn á, thì sóng nó nổi lên, và cái tâm đó như một đóa hoa hướng dương mà bị ta gọi là nó uốn éo, cái quằn quại. Cái đẹp của cái tranh hướng dương của Van Gogh, của mấy nhà phê bình gọi là một cái vẻ đẹp quằn quại. Đau khổ. Vậy cho nên con người mình ưa đau khổ lắm. Cái gì mà tiểu thuyết á, mà viết mà về đau khổ là thích lắm. Mà mình cho nên cuộc đời mình cứ dùng 24 từ mà viết nên một tiểu thuyết của đời mình. Phương pháp siêu thoát mọi trói buộc nơi các sở kiến được Đức Phật dạy trong kinh Phạn Võng là cái phương pháp siêu thoát mọi trói buộc nơi sở kiến được Đức Phật dạy trong kinh Phạn Võng là A. Diệt ái. B. Thực hành phép cực tỉnh Samatha. B. C. Niệm Phật. B. D. Này, đúng như sự thật, biết rõ sự sanh diệt vì ngọt, nguy hại và sự xuất ly của sáu súc. D. Vào. Thấy chưa? Ngài phê phán rằng tất cả sự kiện đó là kinh nghiệm của anh, là thọ của anh. Vậy muốn thọ diệt thì xúc phải diệt. À. 59. Trong câu kinh này của kinh Phạn Võng, biết sự tập khởi của thọ, biết sự diệt tận vì ngọt, sự tái hại và sự xuất yếu của thọ bằng chính quán. Chữ quán chứ không phải chính quá nha. Bằng chính quán, quán là xem xét đó, mà được vô dư giải thoát, vì vậy được gọi là Như Lai. Chính quán á, quán là quan sát á, quan sát chân chính bằng trí, thì vì ấy được vô dư giải thoát, vì vậy được gọi là Như Lai. Vô dư giải thoát Anupada Vimutta, có nghĩa cởi bỏ không còn thừa gì lại. Đây là mấy cái OCC. Vô y dư niết bàn, vô dư y niết bàn. Đây là cái của mấy ông A-la-hán khi mà từ bỏ cuộc đời. Giải thoát nhờ không còn chấp thủ. Đó, giải thoát nhờ không còn chấp thủ là C, phải không? Chắc không phải là giải thoát ngay hiện tại đó nha. Anupada Vimutta là vô dư y. Họ dịch cái từ vô dư y này thì sự ra là cũng là đồng á, đóng tiếng Hán nhiều khi nó bẫy mình không biết. An Upada và Vimutta. Vimutta đây là giải thoát, và an đây là không, thấy chưa, là vô. Và Upada là chấp thủ, là nắm. Nhưng mà Upada này trong kinh của Phạm Võng và Ngài Phật Đại Gia Sa Dịch thì là dùng như là Upadi. Họ đọc là Upadi. Upadi đây là sở y. Sở y, cái mà mình dựa vào, cái mình đặt vào, thì thường thường dịch là y. Upadisesa là cái mà mình cài đặt nó còn sót lại, là gọi upadi, thành gọi là dư y. Trong này không có từ nào gọi là dư hết ấy. Nếu như mình có, nếu như mà có upadisesa này thì mình sẽ nói là dư y. Và bây giờ có an upada
Upadisesa thì gọi là vô dư ý, Nibbana là niết bàn. Đó, nghe không? Nhưng mà đây mình sẽ thấy là ngài Phật Đại Gia Xá dịch Anupada này, nếu như mình đọc trong cái bản kinh Pali theo cái truyền thống của Lam Tông á, thì mình thấy là Anupada không phải Upadi, nhưng mà Anupada và Upada và Upadi nó có thể đồng nghĩa với nhau. Đó, thành nó họ dịch được không? Không có gì là khác hết. Upada Upadi, ai mà học về kinh gọi là du hành hay là Parinibbana ở trong Trung Bộ sẽ thấy có cái câu nói của Đức Phật về cái gọi là Upada Upadi này, nó rất là độc đáo, là mình chưa học thôi khoa nói đó. Rồi bây giờ như vậy thì cái câu nói là vô dư giải thoát đó, Anupada Vibhuta, có nghĩa là giải thoát nhờ không còn chấp thủ, nhớ nhá, giải thoát. Cái này thì tôi giờ nói ra theo cái ngữ pháp và tiếng Bali thì nó hơi rắc rối, nhưng mà như thế này nè, nếu như vậy thì Anupada là một từ chỉ lý do cho Vimutta được giải thoát. Vimutta là được giải thoát. Được giải thoát do gì? Nhờ không chấp thủ. Không chấp thủ cái gì? Không chấp thủ sở kiến của mình. Nó y như Đức Phật nói, Như Lai cũng có những sở kiến như vậy, Như Lai còn biết hơn nữa, nhưng Như Lai không chấp trước các sở kiến đó. Anupada, thấy không? Ngài cái bằng kinh của Phạm Phóng nó nhất trí từ đầu tới cuối, chứ không phải những cái từ của trong đó dùng từ trước sau, từ sau vậy, chứ không phải là nó tùy hướng đâu. Này, như vậy mình gọi là 360 ha. Bản dịch, bản biệt dịch Hán văn, Phật thuyết nhân bản dục sinh kinh tương đương với Đại Duyên Phương Tượng Kinh trong kinh A Hàm được dịch bởi ai? An Thế Cao. Rồi 61, Đại Nhân Kinh tương đương với kinh Đại Duyên Phương Tiện của Trưởng Hàm là bản kinh thuộc ai? Trung A Hàm. Đại Nhân Kinh đó của Trung A Hàm. B đó, mà trong này thiếu đánh chữ B đấy, giờ ghi vô chữ B đấy. Nhớ nha, giờ tôi ôn cho, nhưng mà không thể học thuộc lòng được đâu, phải nhớ, và khi đọc vô thì đánh thôi. Cho học thuộc lòng sao học thuộc lòng? Không học tủ được, nghe không? Đừng có học tủ, hiểu được cái nghĩa. Chữ duyên Nidana trong đề kinh Đại Duyên Phương Tiện có nghĩa duyên khởi, nhân tố, sự gặp gỡ, quan hệ. B đó, Nidana là duyên tố, là nhân, nhân tố này, cái duyên khởi thành thử nhân duyên và duyên khởi hai từ khác nhau, nhưng có thể hai từ giống nhau tùy theo dịch giả. Vì vậy tiếng Hán là mình mà không có nắm hiểu được cái ngữ cảnh của nó, mình bị bẫy vô liền. Nhân trong này thành trong cái câu đó mình có chua Nidana. Nidana là nguyên nhân, là cái nhân tố. Nidana này nó còn có nghĩa là gì? Là nhân, là hetu. Đó, vừa trước có nói rồi, vân vân. Thì hetu hay pratyaya, nó còn gọi là pratyaya là duyên. Pratyaya là duyên, nó còn gọi là tập khởi samudaya. Hôm trước có nói rồi. Dập samudaya là tập khởi, ví dụ như khổ tập khởi là cái nhân của khổ. Thì khi nói khổ tập khởi, đó là cái nhân của khổ. Nói khổ tập khởi thì có thể là cái dukkha nidana, dukkha hetu, dukkha paccaya đều một nghĩa hết. Nhưng mà nói rằng là duyên khởi thì nó khác. Duyên khởi đó là nếu như nói chữ duyên khởi họ đi từ cái từ chữ gì? Là paticca và samuppada. Đó, duyên khởi là sự khởi lên, cái pháp khởi lên khi gặp gỡ một cái gì đó. Giờ đó cái này thì đâu có chỉ những yếu tố mình gặp đâu, thành thử duyên khởi hay là y tánh duyên khởi, nhớ không? Vừa trước học rồi phải không?
nhớ duyên khởi hoặc là y tánh duyên khởi. Y tánh duyên khởi thì bây giờ nó sẽ thêm một cái từ này này là paccayatta. Thì paccayatta này là đi từ cái từ paccaya này là cái nhân tố nidana. Nhưng mà nó thêm chữ ta để gì? Biến thành một cái tràng từ. Tràng từ đó là gì? Nó khởi lên khi nó gặp gỡ với một điều kiện. Tất cả các pháp nó có là do đâu nó có? Nó khởi lên do đâu? Không phải là do thằng cha mẹ đẻ nào hết. Nhưng mà khi một thực tài, một hiện hữu nó tiếp xúc với một điều kiện thì bây giờ có một hiện tượng xảy ra. Cái này thì không chối cãi được. Vì vậy duyên khởi là gì? Là sự khởi lên khi, sau khi gặp gỡ theo một điều kiện. Thành paccayatta này là cái tàng từ chỉ cho là cùng với một điều kiện hay theo một điều kiện, với một điều kiện. Paccayatta là y tánh á, chứ không phải y tánh là dựa vào cái bản tánh đâu. Mà nếu như mình gặp tiếng Hán mà dịch ra y tánh là dựa vào cái bản tánh rồi, dựa vào thật tánh rồi, thì cái đó là mình bị cái tiếng Hán nó bẫy mình. Rồi như vậy, chữ duyên nidana trong đề kinh Đại Duyên Phương Tiện có nghĩa là b thì nhân tố. Nhân tố đây không phải là nó đẻ ra cái pháp đó, nhưng mà cái nhân tố mà ngũ uẩn kết hợp với nó. Bữa trước con nói là x đó là cái biến số. Biến số là x ha, là cái điều kiện mà ngũ uẩn mình tiếp xúc. Thì đó là nidana. Rồi, thành ra nói đại duyên phương tiện chữ duyên đó là nidana, không phải là duyên khởi. 63 chữ duyên trong kinh đề kinh Đại Duyên Phương Tiện tương đương với này tập khởi này, nguyên nhân này, duyên tố này, cả ba đề đó, thấy không? Ôn cho đó. Rồi, đề kinh Đại Duyên Phương Tiện có nghĩa bản kinh trình bày về duyên khởi vĩ đại, bản kinh trình bày về nhân duyên to lớn, bản kinh dài trình bày về các nhân tố trong duyên khởi, bản kinh đại thừa trình bày về duyên khởi. Câu nào hả? Câu nào? D. Bản kinh đại thừa nói em bày chưa? Bản kinh dài Maha đây là bản kinh lớn, bản kinh dài trình bày về các nhân tố trong duyên khởi, có phải là trình bày về chín nhân tố? Thành ra cái nidana đây là cái nhân tố. Maha Nidana Sutta, Maha Nidana Pariyaya Sutta, bản kinh trình bày về về nhân tố của duyên khởi, là Nidana của duyên khởi. Mà nó Maha này nó tính từ đi với Sutta là kinh, bản kinh dài. Đây là C chứ, bản kinh dài mà. Bản kinh dài trình bày về các nhân tố trong duyên khởi mà. Nidana là cái duyên tố trong cái duyên khởi, phải không? Cái đề kinh gọi là Đại Duyên Phương Tiện là Maha Nidana Sutta. Như bản kinh trình bày về các nhân tố của gì? Nhân tố của duyên khởi. Duyên của duyên khởi mà là Maha là dài. Chứ cuốn sách to là cuốn sách, cái kinh to là kinh sao? Kinh to là kinh sao? Nhưng mà nó dài mình hiểu. Thành chữ Maha mà nó lớn cái là hiểu nổi. Thành vì vậy mà cả cái nhà kia hội dịch là dài đó. Kinh Đại Duyên Phương Tiện được Phật thuyết cho ai? B. A Nan. Đâu phải các tỳ kheo đâu. Ông A Nan nói đi. Cái thuyết đại, cái thuyết duyên khởi, ngài nói rằng là thâm sâu vi diệu, ánh sáng của nó cũng rất là vi diệu, vậy mà có thấy như là thấy trước mắt á. Rồi á, nhân tiện ông khoe vậy cho nên Phật nói này, ông à, anh An, đừng có nghĩ rằng cái duyên khởi vi diệu, ánh sáng vi diệu là như thấy trước mắt, nó rất là thâm sâu, anh cần phải hiểu. Để ngài mới bắt đầu ngài nói cho ông nghe chứ. Là ông ngài nói cho anh An chứ không phải các tỳ khéo đâu. Chẳng phải nói ra là Phật Ca Diếp. Kinh Đại Duyên Phương Tiện được Phật thuyết tại ấp nào? Kiếp Ba Sa còn gặp Cơ Lu Sa phải không? Hay là câu nào? B hả?
À, cấu phi ná hả? Làm gì có cấu phi ná. À, tài B phải không? Rồi. Duyên khởi Pratitya Samuppada, trong này là tu tiếng Phạn đó, chẳng phải là nếu như tiếng Bali nó là Pratitya Samuppada, có nghĩa sự phát khởi một pháp khi một hiện hữu tiếp nhận một nhân tố, là hiện hữu đây là ngũ uẩn đó, sự phát khởi một nhân duyên, pháp do duyên sinh ra, sự sinh khởi của duyên. Như vậy câu nào? À, rất là hiểu được cái duyên khởi rồi đó. Chữ duyên trong kinh Đại Duyên Phương Tiền và trong duyên khởi là hai từ đồng nghĩa. Đồng nghĩa không? Đồng âm gì nghĩa? Đó, phải không? Phải bế không? Rồi. Chữ duyên trong Đại Duyên Phương Tiền và trong chữ duyên khởi có phải đồng âm gì nghĩa không? Rồi. Khi ngũ uẩn tiếp nhận một điều kiện, pháp được khởi lên gọi là ngũ thủ uẩn. Duyên ngũ uẩn tập khởi. À, ngũ uẩn của mình nó vốn là rất là linh đồng hoạt bát, không biên không hữu biên không vô biên, không mang bất cứ một tính chất gì. Nhưng khi nó tiếp nhận một điều kiện, nó có một tỷ số, đó gọi là ngũ thủ uẩn. Nên nhớ ngũ uẩn khác, mà ngũ thủ uẩn thì khác. Ngũ thủ uẩn là ngũ uẩn đã tiếp nhận một điều kiện, giờ đó không? À, và bây giờ nó có tỷ số của nó. Tỷ số của nó là 12 chi hoặc là 10 chi, tùy 9 chi, tùy mình. Cái này thì lấy kinh Trung Bộ trong cái bản kinh ta gọi là tương tích dụ để mà trả lời câu này. Định cú thức duyên danh sắc. Thức duyên danh sắc, cái định cú tất nhiên là cái câu mà mình cố định mình hay gặp trong kinh á, thì gọi là định cú. Thức duyên danh sắc có nghĩa yếu tố thức sinh ra danh sắc, có phải không? Thức gặp gỡ danh sắc, vì thức làm duyên tiếp nhận nên có danh sắc. Đó, C ha. Đó. Vô minh trong 12 chi duyên khởi có nghĩa là không sáng suốt, là ngu dốt, là mê muội. Là ngu dốt vì không biết sự vật chỉ là những hiện tượng phát sinh bởi duyên khởi, nên sinh tham đắm ngã kiến và ngã mạn. D. 72. Hành trong 12 chi duyên khởi chỉ cho phước nghiệp, phi phước nghiệp, bất đồng nghiệp, cả ba. D. Trời, chỉ có phước nghiệp thôi à? Rứa rồi là mấy cái ông mà ở dưới ác đạo là không có duyên khởi à? Nghe chưa? Phi phước nghiệp là mình với là cái bọn ở trong bát đạo. 73. Bất đồng nghiệp chỉ cho những nghiệp đưa đến bất đồng, những hoạt động dẫn đến tái sinh trong sắc giới và vô sắc giới. Nghiệp dẫn đến sinh ra trong cõi dục, nghiệp dẫn đến ác đạo. Câu nào? B. Câu thứ hai, trả lời thứ hai. Bất đồng nghiệp tức nhiên là những cái hoạt động thiền định đưa đến tâm ổn định, đưa đến cái sự tập trung của tâm, tức là bất đồng á. À, thì như vậy đó là tứ thiền hoặc là tứ định, là đưa đến tái sinh trong sắc giới và vô sắc giới. 74. Thức trong 12 chi duyên khởi chỉ cho A. sáu thức, B. ý thức, C. mặt na thức, D. dạng thức do nghiệp lực chi phối dẫn đến biểu hiện đời sống thế này thế khác. D. 75. Ái trong 12 chi duyên khởi có nghĩa sự truy cầu, sự truy cầu đối với các đối tượng ưa thích. À, sự truy cầu đối với các đối tượng ưa thích, tham nơi thọ dùng và tham nơi dâm, nhưng chưa phát sinh sự truy cầu các đối tượng của chúng. Tham đắm ngũ dục, đam mê ân ái, được câu nào? B. 76. Yếu tố ái chỉ cho dục ái, sắc ái, vô sắc ái, cả ba. D. Sao? 77. Thủ trong 12 chi duyên khởi có nghĩa sự chấp trước, sự thủ hộ, sự rong ruổi tìm cầu khắp nơi để đạt được các đối tượng hưởng thụ. Sự cố thủ. À, hả? D hả? B. Sự thủ. À, C. Khi mình rong ruổi, tâm mình rong ruổi tìm cầu những cái đối tượng khắp nơi, tìm khắp nơi đạt được các đối tượng hưởng thụ, thì sự rong ruổi đó được gọi là thủ. À, có bao nhiêu loại thủ? Một, dục thủ và kiến thủ. Ngạ luận thủ và dục thủ. Giới cấm thủ, dục thủ và kiến thủ.
dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Đề cái này thì biết quá rồi. Chi hữu trong 12 chi duyên khởi chỉ cho sự hưởng hữu ba cõi, các pháp, các loại nghiệp tích tập dẫn đến hậu hữu. Đề 80. Chi hữu khác với chi hành ở chỗ hữu chỉ cho nghiệp quá khứ, hành chỉ nghiệp hiện tại. Hữu chỉ nghiệp hiện tại, hành chỉ nghiệp quá khứ. Hữu chỉ phiền não quá khứ, hành chỉ phiền não hiện tại. Hữu chỉ phiền não hiện tại, hành chỉ phiền não quá khứ. Cái nào? A hả? À, B. Hữu là nghiệp hiện tại, hành là nghiệp quá khứ. Vô minh hành, từ đó mới có cái quả là thức cho tới là thọ. 81. Sinh trong 12 chi duyên khởi có nghĩa dạng thức kết sinh trong tương lai. B. Sinh tử. C. Phát sinh. D. Sinh mạng. À, như vậy nó tương đương với gì? Tương đương với thức trong hiện tại á, có phải không? À, sinh là thức trong tương lai. À, còn thức á là sinh trong hiện tại. À, 82. Loài duyên khởi năm chi trình bày khổ quả trong hiện tại ấy, lấy chi nào làm gốc? Là ai phải không? Loài duyên khởi bảy chi lấy xúc làm gốc để trình bày cái gì? Khổ quả, sự phát khởi thọ và tưởng làm sở y cho tham dục và kiếm chấp dẫn đến hình thành ba cõi, khổ quả trong tương lai, sự hoàn thành vũ trụ và con người. À, B. Thọ và tưởng làm sở y cho tham dục và kiếm chấp dẫn đến hình thành ba cõi. Thấy chưa? Thọ đó, chúng sanh chấp thọ, chấp cái dục lạc tới ca thành Kamadatu. Giờ nào? Chấp lấy cái thọ của thiền định thành sắc giới, chấp lấy tưởng của tứ định nó thành vô sắc giới. Cho nên trong này là thọ và tưởng làm sở y cho tham dục và kiến chấp dẫn đến hình thành ba cõi. Đoán vốn, loài duyên khởi 10 chi trong đại duyên phương tiện của trường A Hàm lấy sự tương tác giữa thức và danh sắc để mô tả gì? Tiến trình hình thành nhân sinh và vũ trụ qua lục duyên khởi. Vũ trụ phát sinh từ một nguyên nhân đầu tiên là vô minh. Con người do một nguyên nhân sinh ra, vũ trụ và con người phát sinh từ một nguyên tố đầu tiên. Đánh dơ đánh câu nào? A. À, nhắc lại cho câu này này. Trong giới hạn như vậy, tức là thức và danh sắc hỗ tương làm nhân cho nhau để phát sinh trong giới hạn đó mà có thì sanh già bệnh chết, và cuối cùng là gì? Có một vòng luân chuyển để có thể mô tả được thế giới này. Phải nhớ cái câu đó nha. Cái câu nói nhiều khi mình không để ý, làm giống như là cái anh chàng Sunakha ở với Phật một thời gian đi tu xong rồi tuyên bố con không theo ngài nữa, con bỏ tu. Vì sao vậy? Hỏi Đức Phật hỏi vì sao vậy? Con hỏi ngài cái nguyên nhân đầu tiên vũ trụ này là gì, ngài không trả lời. Nhưng thiệt sự trong duyên khởi ngài đã trả lời. Trả lời ra sao? Trong giới hạn này, trong giới hạn này tức là trong cái giới hạn, trong cái khuôn khổ mà thức và danh sắc làm nhân để phát sinh lên nhau trong giới hạn đấy, là có một vòng luân chuyển, có một vòng sống chết để có thể mô tả được cái thế giới này. Nhớ cái câu nói đó nha. Rồi, cái đặc biệt của duyên khởi ở chỗ này, thay vì nói vũ trụ từ đâu sinh ra, từ đầu nói rồi thì tất cả đều tìm một nguyên nhân mà trả lời. Đức Phật thấy rằng cái nó không có được, ngài nói là câu hỏi vô nghĩa. Nó vô nghĩa vì sao? Vì nó bậy mình vào một trong hai trường hợp. Một là mình phải giả định rằng cái nguyên nhân đầu tiên đó không ai sinh ra. Mà nếu như cái nguyên nhân đầu tiên không ai sinh ra thì mình phủ nhận ngay cái
lập trường nhân quả của mình là một vật có do một vật khác sinh ra. Bây giờ cái nguyên nhân đầu tiên là mình phải nói rằng không ai sinh ra. Thế như vậy của mình phải là mâu thuẫn ngay với cái lý luận của mình không? Cái việc thứ hai là nguyên nhân đầu tiên là còn có một cái nào đó khác sinh ra. Như vậy mình sẽ đi tới vô cùng, ta gọi là bất định sự, cái đây gọi là ta gọi là nghịch suy vô cùng, không xác định được cái nguyên nhân đầu tiên. Như vậy khi không, khi mình đặt câu hỏi cái nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ là ai, mình đưa mình vào trong một cái vô nghĩa không trả lời được. Vậy thì dựa trên cái có người, dựa trên cái sự tiếp xúc để sinh ra pháp, Đức Phật chỉ cho rõ con người và thế giới để hình thành như thế nào. Qua việc chấp thụ sở kiến, đó là cách trả lời của Đức Phật. Mà tránh ra cái trường hợp đó thì trên mặt toán học mình sẽ thấy tôi muốn chứng minh một kết quả, tôi phải dựa trên những yếu tố là tôi có. Có phải chưa? Muốn chứng minh cái chưa có thì tôi phải dựa trên những cái điều kiện tôi đã có. Chứ bây giờ đây tôi muốn chứng minh cái thế giới này, tôi chưa biết tôi là ai, tôi muốn chứng minh nó, muốn tìm ra nó, tôi lại dựa vào một điều kiện chưa có. Nguyên nhân đầu tiên tôi lại biết đâu? Thì từ nó, trên cái mặt toán học, cái bài toán nó đủ xe bét rồi, không cách gì giải được. Có một cái đề toán mà vẽ người ta chứng minh kết quả bằng những điều kiện là chưa biết, làm sao chứng minh? Giờ thấy chưa? Phật tránh cái chuyện này, tránh chuyện này bằng cách dựa trên những cái đã biết, suy ra những cái chưa biết. Cái đã biết là gì? Đó là ngũ uẩn, là cái hiện hữu của anh. Nhưng mà nó thay đổi là gì? Cái biến số đó, dù nó là biến số, nó biến số là cái tôi tùy chọn, nhưng mà một nhân tố, khi tôi biết một nhân tố nào có vô, tôi sẽ có suy ra kết quả đó. Thì đó là cách giải thích của Đức Phật trong duyên khởi. Rồi thành ra là cái câu hỏi là mười chi trong đại duyên phương tiện đã hàm lấy sự tương tác giữa thức và danh sắc để mô tả tiến trình hình thành nhân sinh vũ trụ có lục duyên khởi. Được không? Rồi 85, chính chi trong đại duyên phương tiện của trường Á Hàm có thể phân loại như sau, là gồm cái gì? Quả hiện tại gồm thức danh sắc xúc thọ, nhân hiện tại gồm ái thu hữu, quả tương lai gồm sanh lão tử, phải chưa? Phải ao. Nhân quả, quả hiện tại có phải là thức danh sắc xúc thọ không? Là con người của mình. Nhân hiện tại đó là ái thu hữu, phải không? Quả tương lai là sanh và lão tử. B, quả hiện tại gồm thức danh sắc, nhân hiện tại gồm xúc thọ ái thú hữu, chặt bét rồi phải không? Rồi rồi thôi A đi, những cái câu sau là chặt bét hết rồi đó. Nếu phân loại theo hoặc nghiệp và khổ, là hoặc này nghiệp và khổ, thì thức thuộc hoặc, danh sắc xúc thọ thuộc khổ, ái thủ hữu sinh lão tử thuộc nghiệp, phải không? Phải không? Giờ hiểu câu hỏi này không? Nếu như mình phân loại chính chi đó theo cái ba nhóm là hoặc là sai lầm á, là phiền não á, nghiệp là hành động và khổ là của kết quả, thì thức thuộc hoặc, thức là phiền não, phải không? Thức mà phiền não, nghe nói thức phiền não cái đem đốt sách vở hết. Việc gì vậy? Rồi tới hồi đi kiếm nghề nghiệp mà kiếm ăn không có, bây giờ nó mày khổ quá nè, đốt sách vở hết rồi lấy gì mà học nghề nghiệp? Hoặc là phiền não, bây giờ thức danh sắc xúc thọ sinh lão tử thuộc khổ quá, phải chưa? Phải khổ quá là thức này, danh sắc này, xúc này, thọ này, phải chưa? Là có phải là cái quả của hiện tại không? Sinh lão tử có phải là quả tương lai không? Phải không? Rồi ái thủ, ái và thủ thuộc về hoặc, phải phiền não không? Ái và thủ phải phiền não không? Rồi hữu có phải nghiệp không? Hữu là các nghiệp tích tập dẫn đến hậu hữu, phải không? Vậy câu này đúng không? Rồi chọn câu này đi.
bế chứ. Còn ái, thủ và hữu thuộc hoặc. Hữu thuộc nghiệp chứ không phải thuộc hoặc. Hữu là nghiệp chứ không phải phiền não. Rồi, rồi đi, ái, thủ, hữu, thuộc hoặc, trật lất. Rồi, chừng đó không là thấy trật rồi. Trong đó là ái thủ là phiền não, hữu là nghiệp, còn lại là khổ. Theo kinh Đại Duyên Phương Tiện, vần mạng chúng sanh được quy định. Theo kinh Đại Duyên Phương Tiện, vần mình chúng sanh được quyết định tùy vào ngã kiến mà họ chấp trước. Nơi này, thọ này, sắc này, vô sắc này. Thọ hoặc sắc hoặc vô sắc. B. 88. Cho cái không cảm thọ là ngã của tôi. Cái không cảm thọ là ngã của tôi. Là cho sắc là ngã của tôi. Có phải vậy không? Trong ngũ uẩn của mình á, gồm có này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy cái không cảm thọ là ai? Là sắc. À, đó là những sớ giải trong cái ta gọi là Dika Attha đó, Dika Nikayattha. Khi nói, khi mà họ nói rằng là cái không cảm thọ không phải là ngã của tôi, là họ chỉ cho sắc là ngã của tôi. Tại vì trong con người mình có năm uẩn phải không? Có năm yếu tố hợp tập hợp phải không? Liên kết với nhau, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái không cảm thọ, cái đó là thuộc về vật chất. Còn cái cảm thọ có phải thuộc về danh không? Có phải về sắc, thọ, về thọ, tưởng, hành, thức thuộc về danh không? À, câu hỏi này thì hơi ngoài một tí đó, nhưng mà mình phải hiểu vậy. À, sắc là ngã của tôi, thức là ngã của tôi biết cảm thọ, mà sao lại nói không cảm thọ được? Rồi, hành cũng vậy. Cho pháp cảm thọ là ngã của tôi, nghĩa là sắc là ngã của tôi. Không phải phải không? Pháp cảm thọ mà là cái bản chất cảm thọ. Rồi, hành là ngã của tôi, tướng là ngã của tôi, thọ tưởng hành thức là ngã của tôi, danh là ngã của tôi. D. Rồi, chấp ngã theo sắc có mấy trường hợp? Mấy trường hợp? 2, 3, 4. À, 4 trường hợp phải không? Rồi, chấp ngã theo vô sắc có mấy trường hợp? Mấy? Chấp ngã theo sắc á là có mấy trường hợp? 4 trường hợp. Và theo vô sắc cũng 4 trường hợp. Sắc này, rồi thì sắc hữu hạn, sắc vô hạn, sắc ít, sắc nhiều nè, phải không? Rồi, vô sắc vậy, thức trụ Vinyanatthiti là chỗ mà thức gá vào, trụ xứ của sáu thức, sự an trú của thức, cảnh giới mà nghiệp thức thác sinh tùy theo thọ và tượng mà ngũ uẩn chấp trước. Là đề theo kinh Đại Duyên Phương Tiện, trú xứ của các chúng sanh có nhiều thân khác nhau và nhiều tượng khác nhau là đâu? Dục giới, trời dục giới, bát đạo và sắc giới. À, rồi dục giới phải không? Nhiều thân khác nhau và nhiều tưởng khác nhau mà. Có dục của mình, trong đó bác đạo cũng có thuộc vào trong cõi dục. Còn nói tơ dục giới là chỉ nói một phần, tơ dục giới thì không có con người, cho nên bao hàm nhất đó là dục giới. Theo kinh Đại Duyên Phương Tiện, cảnh giới mở đó chúng sanh có nhiều thân khác nhau, nhưng chỉ có một tướng là trời nào? Trời nào? Phạm chúng. Có nhiều thân khác nhau không? Nhưng có một tướng thôi. Tướng gì? Ông Phạm Thiên là thủy tổ của quả trời, của loài người. Một tướng duy nhất. Đà. Đề phải không? Rồi, Phạm chúng thiên đó, đề đó. Rồi, 95. Theo kinh Đại Duyên Phương Tiện, cảnh giới ở đó chúng sanh có một thân nhưng nhiều tướng là gì? Một thân. Có một thân nhưng nhiều tướng là gì? Là Quan Âm Thiền. Một thân là thân gì? Thân ánh sáng. Họ có một thân thôi, cái thân đó ai cũng là ánh sáng hết. À, nhưng mà nhiều tướng. À, 96. Theo kinh Đại Duyên Phương Tiện, cảnh giới ở đó chúng sanh một thân một tướng là gì? Biến tình thiền. Là biến tình thiên á, ở trong cõi trời sắc giới. Biến tình thiên một tướng, tướng trong sạch. À, theo kinh Đại Duyên Phương Tiện, cái biến tình thiên này á, là trú xứ của những người mà đạt đến A La Hán. Họ ở trên cõi trời đó không trở lui nữa, rồi thành A La Hán. Theo Đại Duyên Phương Tiện, hai xứ là
chỗ phát sinh của chúng sanh có tướng và của chúng sanh không có tướng. Chỗ phát sinh của chúng sanh không có tướng và của chúng sanh không phải có tướng, không phải không có tướng. Cái nào? À, B. Tất nhiên là của những người ở tu định vô tướng và định phi tướng phi phi tướng xứ, hai người đó. À, 98 bảy thức trụ và hai xứ mà Đức Phật nêu lên trong cái đại duyên phiền là chín tầng sinh thái của ba cõi được xếp loại theo A. thọ, B. tưởng, C. kiến thủ, D. tình độ cạn thọ và thiền định của chúng sanh. Rồi 99 theo kinh đại duyên phương tiểu trưởng A Hàm, hai cách giải thoát khỏi ba cõi là A. tùy giải thoát và tâm giải thoát, vô dư giải thoát và vô trước giải thoát, tám giải thoát và câu phần giải thoát, vô lậu giải thoát và vô dư giải thoát. A. theo đại duyên phương tiện, tùy giải thoát Panyavimutti là sự giải thoát nhờ không chấp thủ khi như thật thấy được sự sanh diệt vì ngọt nghiêm sự xuất ly của bài thức trụ bái xứ. B. sự giải thoát nhờ sáu thần thông. C. sự giải thoát nhờ lầu tần tí. D. sự giải thoát nhờ sanh tử tí. À, theo đại duyên phương tiện, tâm giải thoát là tám sự giải thoát nội tâm nhờ chứng nhập tám trạng thái thiền định. B. tâm giải thoát nhờ diệt trừ năm phiền cái. C. tâm giải thoát nhờ diệt sạch phiền não. D. tâm giải thoát nhờ loại bỏ sở trí trước. À, giải thoát, bát giải thoát là gì? Tám giải thoát là gì? Đó là sự giải thoát nhờ tám cái thiền định, từ ba cái thiền ở trong tứ thiền cho tới bốn định và cuối cùng diệt thọ tưởng định. 102 ha, người đạt được câu phần giải thoát là người có tuệ giải thoát và tâm giải thoát, phải không? Có phải phải không? Rồi 103, y tánh duyên khởi có nghĩa dựa vào thật tánh mà khởi lên, dựa vào bản tánh mà khởi lên, dựa vào tha tánh mà khởi lên, sự khởi lên khi quan hệ với một điều kiện. Đề từ y tánh, trong y tánh duyên khởi là tràng từ, đồng từ, danh từ, giới từ. Cái này thì nó rất chuyên môn rồi, nó là tràng từ, tức gọi là bất biến từ, nghe không? Rồi hết. Thế bây giờ về có lại để nhớ cái ý nghĩa của nó. Sau này chỉ có 150 câu thôi, dễ chứ không có khó, phải không? Chị 86 hả? 86 là cái câu mà nếu phân loại theo hoặc nghiệp và khổ thì đó là câu nào là đúng ấy, phải không? Thức thuộc hoặc thì mình sẽ thấy ái thủ hữu, ái thủ hữu như vậy thì gì? Thức danh sắc xúc thọ sinh lão tử thuộc khổ này. Câu B là nè, ái thủ thuộc hoặc này, và hữu là nghiệp. Đó là câu C, phải không? À, có B chứ. B, 86 là B. À, xong chưa? Có gì hỏi nữa không? Trả lời dùng cho rồi. Về coi lại để nhớ cái nghĩa của nó. Nên nhớ coi lại để nhớ nghĩa của nó. Chứ đừng có nhớ câu này là câu B, câu này câu C, không cách gì nhớ được, phải không? Đừng có dài mà nhớ gì. Nắm cái nghĩa của nó thôi. Đây là một cách mình học lại và mình ôn. Giờ hồi hướng, phải không? Rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thế nguyện học Phật đạo, vô thượng thế nguyện thanh.